chư Phật và chư Đại Bồ Tát dùng huệ nhãn chiếu rọi thật tướng pháp đến chỗ tận cùng, nên chẳng có pháp gì mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Hàng thành Phật và bích chi Phật vẫn còn có chỗ biết, có chỗ không biết, nên huệ nhãn của hàng nhị thừa chẳng có thể sánh được với huệ nhãn của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Hỏi: vì sao thành Phật và bích chi Phật dùng huệ nhãn mà còn có chỗ biết, có chỗ không biết? Đáp: huệ nhãn của hàng thanh văn và bích chi Phật chưa được rốt ráo thanh tịnh, mặc dù đã được vô pháp bất kiến, nghĩa là chẳng có pháp gì mà chẳng thấy biết, nhưng trừ vị ấy chưa được như thật kiến, nghĩa là chưa được thấy biết như thật. Bồ Tát khi chưa thành Phật có huệ nhãn, khi thành Phật thì huệ nhãn biến thành Phật nhãn, do các vô minh phiền não tập khí đều đã tận diệt nên thấy rõ được hết thảy các pháp. Khi được làm Phật nhãn rồi thì dục nhãn, thiền nhãn, huệ nhãn và pháp nhãn đều mất tên gọi, đều trở thành Phật nhãn cả. Ý như trong cõi Diêm Phủ Đề có bốn con sông lớn đều chảy về biển. Vào biển rồi thì bốn con sông đều mất tên vì đã hòa đồng với biển. Nên biết dục nhãn do hữu lậu phiền não sanh nên là hư vọng. Thiên nhãn do thiền định hòa hợp sanh cũng là hư vọng. Huệ nhãn và pháp nhãn cũng chưa rốt ráo thanh tịnh vì còn có hữu dư phiền não tập khí. Khi được hòa đồng với Phật nhãn thì chẳng còn có các lỗi lầm nữa. Hỏi: Phật dùng nhục nhãn thấy các sắc trần, sự thấy sắc trần của Phật như thế nào? Đáp: tuy Phật cũng dùng nhục nhãn để duyên các sắc trần, nhưng chẳng có tùy thuộc vào dụng của nhãn thức. Trong phẩm Kinh Thánh Tự Tại Thần Thông, Phật dạy Ngài A Nan rằng: khi thấy sắc tốt nên sanh tâm nhàm chán, khi thấy sắc xấu nên sanh tâm không nhàm chán, khi thấy sắc chẳng nên sanh nhiễm ô, cũng chẳng nên sanh không nhiễm ô, mà chỉ nên sanh xả tâm. Như vậy mới biết nhục nhãn là hư dối, là chẳng có thể tin được. Khi cả năm tình đều thanh tịnh thì sẽ được huệ nhãn thanh tịnh, thông đạt được các pháp vô ngại, thấy rõ các pháp đều rốt ráo không. Hết quyển 39.